Rồi, nó phải đỏ như này các bạn. Đấy. Đỏ chót luôn. Thế mới đạt tiêu chuẩn. Đây, vứt vừa đóng bã. Ôm vào cây ấy xong rồi cắt. Đây, đều một cây khô. Mua thương máng này. Nhà thử bùa. Chúc phẩm. Đây. Chúc phẩm. Thành phẩm. Các bạn xem đây là một đống bã, bã nỏ. Nỏ. Đây, là bã phôi phôi nỏ. Bã này thải rồi các bạn nhé. Trong quá trình nung lên nó không đạt tiêu chuẩn. Để ra bếp. Mét nó băng xuân nhỉ? Đấy. Loại hẳn một đống này. Đấy được một cái được từng này thôi. Quen này quen là trà vẫn đóng được. Thoải mái. Tiêu chuẩn đấy bạn hả? Bã nỏ rất là cao các bạn ạ. Đây là lỗ này. Mấy cây này cũng được nhưng mà vẫn hơi vẫn thải. Chưa đủ, chưa đạt tiêu chuẩn. Tạm lần, dùng được. Lần 1 thì chưa được. Đây là lần mấy này. Đây còn rất nhiều này các bạn này. Ôi giời. Nhìn thấy à. Ôi giời ơi, một dàn trên này. À, ấy. Nung sấy hồng cho nó khô. Bã ná, bã nỏ. Rất là kinh khủng. Sấy bã nỏ. Đây là ba cái nỏ các bạn. Mới đóng xong. Đấy. Lắp vào nó diệt cho mình là tiến hết nó đấy. Quân ơi, một cái này ba tiền đây. Rẻ nhất thì nó phải 1,5 triệu, còn từng đấy thì nó lên tầm khoảng 2,5 triệu, 3 triệu. Con này tầm 2 triệu các bạn. Cái đấy là ở tầm 3 triệu. 3 triệu à? Con này 3 triệu. Cái đấy cái xôi đỏ. Xôi đỏ. Cây bằng xôi đỏ. Cái xôi đỏ này. Còn hai cái trở lại thì nó tầm khoảng 1,5 triệu. Hai cây này khoảng 1,5 triệu. Ngày xưa. Dã man. Đây. Một cái ghế ngồi này cũng làm một cái các bạn. Làm cái nỏ này. Rất là kinh khủng. Số 1 số này.
trong xanh chưa? Nghỉ nghỉ mát tí. Đem cả nước đi. Uống nước. Bây giờ anh em mình sẽ đi sang bên kia để lấy nỏ, tên nỏ các bạn. Để tìm cái bương nào nó nên để lấy. Thời tiết rất là nắng. Quang mây tạnh. Ôi, lấy cưa cắt thôi, không lấy dao à? Có dao. Đấy, băng rừng. Đồi rất là cao, đá thì nhiều. Kiếm được cả phôi trơn thì cũng không đơn giản. Về mà anh em cứ phải xin mệt thật đấy. 30 một tên. Không cho thì bảo khó tính. Đây, rừng bương đây rồi các bạn. Ở đây có cây bương này. Đến búi rồi. Rừng bương. Hôm ngoái ba anh em ra còn ngồi cắt ở đây mình nghệ. Thì nhà năm nay là hơn 1 năm rồi. Năm ngoái mình lấy tháng 11 năm nay ra các bạn chờ mình lấy. Ai ở chứng tỏ búi này vẫn chưa ra là non đúng không? Vẫn còn chưa ra là non. Trời ơi, rất là mệt. Bước ở dưới thấp là giờ này đã ra là non rồi mọi người ạ. Khả năng anh chặt làm gì đấy? Người ta lấy để ngồi. Đã đi trâu đi bò để ngồi để vót lấy. Đây, chắc chỗ này người ta ở đây để chặt gì đấy để làm để ngồi này, ngồi vót đũa các kiểu đấy. Rất là mệt. Đây. Định lấy cái này à? 1, thử cái này. 2, 3, 60 phân. 60 phân. Tên chuẩn của nó là bao nhiêu phân? Tùy theo thôi, nhưng mà cái là thường thường người ta hay bắn 50 phân. 50 phân. Bây giờ với lại người ta bắn 45 rồi. Không còn dùng 50 nữa. Vẫn đen. Còn theo mặt anh xem mặt dưới. Tô mặt dưới thì được đấy. Ừ. Chặt lấy đoạn này. Nó cũng có mặt. Nó cưa đấy. Cái nhỏ ấy. Cưa đấy. Cưa này chắc đấy nhỉ, chuẩn đấy. Chỉ dùng để đi cắt, anh thả ra đi, cắt bên dưới gáy, cắt gáy. Ok, ok. Đấy, nó được hàm một nửa đằng dưới đây này. Đỏ, đây. Tiêu chuẩn để chọn nó là cái gì đây? Đây, phải từ đây. Nó phải đỏ đỏ đấy à? Mặt này bỏ.
Phải đỏ tía. Đỏ tía. Nửa này lên không? Đấy, lấy đoạn này đây. À. Được một nửa cây. Nửa cây. Hàng thế được quá, mà lấy đến đoạn này không? Không, đoạn này không được. Có chặt thêm cây nào không anh ơi? Có chứ. Để chứa chặt. Cái kia sao đấy khô rồi nhỉ? Cây đúng rồi, gãy hay nè. Khả năng là nó ấy thôi. À, cũng bị gãy vậy. Gãy này. Gãy đúng không? Cây để ai chặt. Chặt xong chắc hơn được đầu hàng. Chặt thì bị gãy. Đã khô để lấy luôn được nhỉ? Lấy được ngoài ra hàng không được. Đâu phải phơi. Càng có tên nhanh. Để lấy bã tên. Bã tên. Cái đấy nó tự gãy thôi. Ai chặt đâu. Bây giờ là bước vào để lấy. Để ra nhiều thầy nhỏ quá rồi, đâm ra là không hiếm. Hiếm. Cái này khuôn bán được mấy rồi? Mẹ á? Tọp thì cũng được tầm 95, 96. Còn bán thì nó vừa được có 9... 3, 4 này. Toàn cây ngắn nốt thì không bên nào dài nhỉ? Anh được 9, anh được 97 rồi nhỉ? Đấy. Hả? 95, 96, 94. Hai cái. Cẩn thận nó bật nha. Xuống đây bắt rắn các bạn. Đâu? Đây thưa rồi phải góp này nhé. Thưa à? Thưa. Hãy subscribe cho
liên tục rồi. Cái lông sẽ phải từ 7 tháng 3 này. Để chó ra đây bảo. Sạch xong rồi. Kéo cái gốc nó ra hả Quân? Kéo lên. Kéo ngược nó lên nó mới rơi được. Lấy không dưới. Hình như hơi mỏng ấy. Lên là nhấc nó xuống. Lên nhấc nó thế. Tí nữa nó bật vào trong kia bây giờ còn khó lấy hơn nữa. Thấy chưa? Nó treo cành gì luôn. Đấy để ngoắc nó xuống. Không chịu khó phải ngoắc. Hướng được anh à? Gãy phát. Ui giời. Lấy được một cái cây vất vả ghê. Không. Đấy, đạp đi rung nó xuống đấy, sập dần đấy. Nghiện bên ngay. Ok, ngoắt xuống. Bảo làm việc cãi ngay nhưng mà cái này cứ cãi thế nào. Mặc mẹ cái tay gì. Mặc tay đó. Thế nào. Rồi. Rồi cãi.
cái mình thì mình cái lại nó thôi. Thằng đấy không đến. Ấy, cẩn thận. Ok. Chấm xuống tâm mặt là cắt ra. Hút rồi. Này cẩn thận, anh Phất nha. Sập phát. Em chưa cố vậy được rồi. Đây. Đâu, phần cây chỉ lấy được một mé thôi. Một mé. À mé một mé này, bộ đôi này thì một lấy mé này, mé này trắng hơn, bỏ. Phải lấy mé đằng đen này. Đây các bạn. Đen hơn. Đây cái mặt đen này nó già hơn này. Đấy, còn bên này đỏ trắng này là non. Không lấy được. Không được nắng. Không được nắng. Đấy. Tiêu chuẩn. Rơi xuống. Của đạn bê, tên. Chặt cái đấy thì nằm xuống cái kia. Phải cái khô. Cái kia được cái gì? Hả? Cái kia được cái gì? Cái nhỏ cái gì? Ừ. Lúc xem được mà thì lấy được. Ôm vào cây ấy xong rồi cắt. Đây, đều một cây khô. Khổ vì đam mê. Cái đường dài hết rồi. Hả? Cái đường dài như gì nhỉ? Dài này.
này phải đến 70 phân. Cây này khó lấy. Này. Cẩn thận cây kia nó bật ngược lại lên nhá. Nguy hiểm đấy. Chặt bỏ cái cành hay mà mắc ngang ngang kia lúc nãy đầu ấy. Nó kẹt cưa à? Để anh kéo ngược lên đây nhá. Một hồi cắt thì đã được một đống rồi. Rất là to. Mỗi một ống này đấy chỉ một nửa thôi. Ôi, không cắt bỏ đốt đi anh. Này, cái này thì sao thấy đỏ đều này. Đấy, một mé bên này. Bên này kém hơn. Từ từ đây sang nhỉ. Đây nhỉ. Đây. Cái này kém. Đây phần màu trắng này bỏ qua. Mà trắng hơn. Kém hơn. Đấy, phần lên đen hơn. Để nó bỏ tiếp đi. Ý. Đúng một nửa. Cái này được chụp tên không? Thử. Nó chỉ thực tế là được 15 tên. 15 tên. Chưa nghe ưng lắm nhỉ? Lúc chưa nghe ưng lắm nhỉ? Được rồi. Rồi thôi. Úng ơi. Cho ông lấy vắt đũa. Đây. Một ống bươm chỉ được thế này thôi các bạn. Bao nhiêu? Đây nó phải màu đen đen như này các bạn nhé. Nó mới ra. Màu đỗ nát. Đấy, tiêu chuẩn này. Chọn cánh tên. Rất là cung phu. Một tên này vót ra bán bao tiền đấy nhỉ? Tùy theo loại.
Đấy còn lại làm đũa 25 đến 30 nghìn các bạn một tên đấy. 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 Cái công đi lấy tên này với đi về vót nữa các bạn, chế tạo ra một cái tên thì rất là cung phu, thế nên là nó cũng có giá. Ở trên mình bây giờ là nổi trội về môn bắn nỏ này. Nhưng trên mình khắp khu vực miền Bắc, đấy, toàn tỉnh bây giờ là truyền thống rồi các bạn. Hội nỏ, người ta làm rất là nhộn nhịp, cho nên việc tìm kiếm những mũi tên như này là khá là ấy, khá là kỳ công. Mua thương máng này, nhà thử mua mua ngán là thương máng với chỉ là toát vịt, mua ngon với chỉ là toát ngán. Đấy được rồi, được một nửa, nửa non. Mua vịt chỉ mang ngán á, mua ngon tiền, tiền, tiền đèn, tiền ngang, tiền ngang, tiền ngang này. Nhìn phải đỏ như đỏ thế, tiến này. Phải đỏ như thế thì mới đạt yêu cầu. Cái này ngắn là bắt tiêu chuẩn chọn tên các bạn. Luôn lỗ phong như thức cắt máy mới vậy rồi. Cần đến cần lơ mà lỗ phong lên rồi. Việc mệt thế này còn lâu mới làm đấy nhỉ. Đây mình này. Lên rồi. Vì đam mê. Xong hồi cắt được cả một đống vỏ các bạn, một đống bã. Khôi tên ở những cái đống dưới này là vứt các bạn. Không đạt chọn rất là không đạt yêu cầu, chuyển cho các ông vắt đũa. Anh em ai nhu cầu vắt đũa nhá, alo. Anh em đem cái đồi thỉnh về. Các bạn có thấy chỗ này nó đen này, đen khí luôn. Bên này là trắng này. Mình chỉ lấy nửa đen này thôi. Đấy. Đây. Trắng này. Vượt hết. Rất là kỳ công. Đánh cái lớ luồng vào đây à? Đây. Những cái con ấy là mình phải dã cho đấy trước, xong dã dần đi. Nó phải đỏ như này các bạn. Đấy. Đỏ chót luôn. Thế mới đạt tiêu chuẩn. Đây, vứt vừa đóng bã bên kia mà được có hàng này được các bạn. Đấy. Cái này về còn chọn nữa đấy. Các bạn đỏ bác xuất. Hả? Đấy. Đâu, đằng này là gốc đây này. Đánh dấu được. Không phải là một bã tên này thì không phải cái nào cũng dùng được đâu các bạn. Phải chọn ngọn đấy. Đường đấy. À, ừ. Đây là hôm là cung phu. Đánh dấu đằng ngọn. Thiếu mình nhìn. Cái phải. Điện ở
đó bảo thế mình đánh dấu gốc ngọn, mình dấu ra ngọn thôi. Đây mình là ngọn. Tên này về để tức khô mới dùng được. Chỉ để là mình nhận ra được gốc ngọn thôi, một cái là theo từng người đánh. Nhưng mình đánh là phải đánh gốc. Đúng rồi. Đã có dấu rồi thì chỉ có gốc thôi. Còn phải để lên các bếp nữa các bạn. Thấy các bếp. Nhiều ông ấy chơi lần chơi ngọn đâm ra là mình khó xử lý. Đây là thành quả cả buổi chiều leo núi vượt đèo lên núi. Vượt đèo leo núi. Đục hết là tải được mà. Cái mắt lại bỏ rồi. Bỏ. Rồi bây giờ bó sản phẩm để xuống núi. Siêu phẩm. Thành phẩm. Siêu phẩm. Đã xuống núi. Đây được hai bó. Giờ chuẩn bị bó để xuống núi. Đấy. Đồi này cao. Đất bao là